cái việc người ta nghĩ rằng mạng xã hội nó khi mà mình xây dựng kênh nhiều follow thì người ta sẽ có giá trị, nhưng mà không phải vậy. Khi bạn có giá trị thì bạn mới xây dựng cái kênh nhiều người theo dõi, chứ không phải là khi bạn xây dựng cái kênh nhiều người theo dõi thì bạn sẽ có giá trị. Và bản chất của personal branding là bằng một cách nào đó em lan tỏa được cái giá trị của em trên một cái môi trường hoặc trên những mối quan hệ cụ thể, chứ nó không phải vấn đề của việc là làm personal branding thì em phải cần có kỹ năng social media, em cần phải có kỹ năng xây kênh. Tất nhiên nếu em có những kỹ năng đó, em có thể thay vì lan tỏa cái giá trị thương hiệu cá nhân của em, cái giá trị để hình thành thương hiệu cá nhân của em á, trong môi trường offline khá là nhỏ, trong một cái pool, trong một cái hồ bơi khá là nhỏ, trong một cái cuộc chơi nó khá là nhỏ, và có khi là mình không thể nào lan tỏa cho 100 người, cho 200 người, cho 1.000 người, thậm chí là cho 1.000.000 người. Thì theo góc nhìn của em, nếu là một newbie trong cái hành trình xây dựng thương hiệu cá nhân và tạo ra lợi nhuận á, thì trong cái quá trình mà em tìm hiểu về cái việc xây dựng thương hiệu cá nhân thì mình sẽ cần rất là nhiều kỹ năng để mình có thể xây kênh hay là tiếp cận với khách hàng, xây dựng mối quan hệ với khách hàng. Thì theo anh thì những cái kỹ năng nào là nó cần thiết nhất, cơ bản nhất để những cái bước đầu thì mình có thể xây dựng cái thương hiệu cá nhân của mình, cũng như là mình sẽ học những cái kỹ năng đó ở đâu để mình có thể phát triển nó một cách tốt nhất. Ok, giờ anh sẽ nói cái góc nhìn của anh trước, sau đó anh sẽ đi bay vô. Em vừa mới nói là câu chuyện là em nghĩ rằng là thương hiệu cá nhân á thì người ta sẽ cần rất nhiều kỹ năng có liên quan đến xây kênh, có liên quan đến quản lý những cái kênh mạng xã hội hay là những cái gì liên quan tới internet. Nhưng mà mình phải quay lại cái câu chuyện là cái khái niệm về thương hiệu cá nhân nó là cái gì trước đã, trước khi mình nói tới social media, trước khi mình nói tới internet. Tại vì trước khi mà kể cái câu chuyện là mình biết về cái thời đại số hay là về những cái Facebook, TikTok, YouTube, Instagram vân vân, thì bản chất là mọi người vẫn đang làm personal brand trong chính cuộc sống offline của mình. Anh hỏi thì em nè, em là người đi làm đúng không, em đang làm công việc của em, em có cần tạo mối quan hệ networking với những người partner hay là những người đối tác của em không? Em có cần tạo mối quan hệ với những người mà họ đang có cái nguồn lực mà em cần, ví dụ như là kiến thức mà em cần, kỹ năng mà em cần, hay thậm chí là họ có những cái deal hợp tác với em, đúng không? Em cần tạo một cái relationship với họ, tạo cái mối quan hệ với họ. Thế thì câu chuyện là để cho họ có thể kết nối với em, có thể nói chuyện với em, có thể làm quen với em, thậm chí là cho em hoặc là trao đổi với em những cái gì mà em cần và họ cần, thì bản thân họ phải nhìn em như một người có giá trị, đúng không? Bản thân họ phải nhìn em một người có giá trị thì mới có sự trao đổi đây. Tụi mình tất nhiên là bạn bè thì không nói, bạn bè thì giá trị của tụi mình là đi chơi với nhau. Nhưng nếu mà trong một cái cuộc đàm phán, trong một cuộc làm ăn, trong một cuộc làm việc của tụi mình thì cái việc mà hai người gặp nhau thì phải có giá trị gì đó để có thể trao đổi cân bằng với nhau, thì họ mới biết được điều đó. Nếu như họ không biết được điều đó thì có khi là sẽ không có bất kỳ một cái cuộc gặp mặt nào xảy ra với em, với cái người mà em cần trao đổi giá trị, đúng không? Thế thì em vẫn phải làm một cách nào đó để em lan tỏa giá trị của em ở trên một cái môi trường cụ thể. Bây giờ mình chưa nói tới môi trường số, mình nói tới môi trường offline, thì cách để lan tỏa giá trị là gì? Cách để lan tỏa giá trị là em có những cái buổi event, em có những cái sự kiện, em có những buổi gặp mặt với bạn bè của em. Làm như thế nào để em định vị với bạn bè của em rằng là em là đang làm công việc gì, em có giá trị gì, em giúp được cho ai, làm được điều gì. Và khi bạn bè của em á, nó hiểu được cái giá trị đó, nó biết được à, con Châu nó giỏi về social media manager, con Châu nó giỏi về cái kênh mạng xã hội, con Châu nó có một cái giá trị kiến thức cụ thể, thì tới một cái lúc nào đó khi nó gặp một cái người nó mặc cảm thấy người đó nó cần những cái giá trị từ em, nó sẽ giới thiệu người đó cho em, để có thể là nó sẽ phát sinh một cái cuộc đàm phán hay là một cái cuộc giao thương nào đó cho em với một cái người mà nó giới thiệu. Thì cái cuộc sống của những người bình thường của mình vẫn đang xảy ra như vậy, và mọi người vẫn đang thực sự làm personal branding. Và bản chất của personal branding là bằng một cách nào đó em lan tỏa được cái giá trị của em trên một cái môi trường hoặc trên những mối quan hệ cụ thể, chứ nó không phải vấn đề của việc là làm personal branding thì em phải cần có kỹ năng social media, em cần phải có kỹ năng xây kênh. Tất nhiên nếu em có những kỹ năng đó, em có thể thay vì lan tỏa cái giá trị thương hiệu cá nhân của em, cái giá trị để hình thành thương hiệu cá nhân của em á, trong môi trường offline khá là nhỏ, trong một cái pool, trong một cái hồ bơi khá là nhỏ, trong một cái cuộc chơi nó khá là nhỏ, và có khi là mình không thể nào lan tỏa cho 100 người, cho 200 người, cho 1.000 người, thậm chí là cho 1.000.000 người.
mình không thể nào làm được cái việc đó nếu chỉ trong môi trường offline đơn thuần, trừ trường hợp là em phải có một cái doanh nghiệp rất là to như kiểu của bác Dưỡng á, thì có khi em mới làm được chuyện đó. Còn nếu không thì em phải tận dụng cái môi trường nào đó để em có thể lan tỏa giá trị một cách tốt hơn, thì lúc đó em mới thật sự là em cần lên trên online, đúng không? Em mới cần lên trên Facebook, em mới cần lên trên TikTok, em mới cần lên trên những cái nền tảng mạng xã hội để em làm một việc là em lan tỏa giá trị của em. Thì lúc này mình sẽ nói tới câu chuyện kỹ năng. Vậy nếu như đem thương hiệu cá nhân lên trên môi trường số thì mình sẽ cần một số những cái kỹ năng, tư duy, công cụ, một số dạng sự hiểu biết cụ thể để em làm được chuyện đó. Và nó có thể là việc ok, em nắm được những nguyên tắc thuật toán chính sách mạng xã hội và em biết cách để em sáng tạo nội dung, để em gây sự chú ý. Nhưng em phải hiểu một chuyện rất quan trọng nha, đó là tại sao có rất nhiều người, người ta cũng có thể là người ta biết cách làm nội dung, người ta cũng có thể là người ta hiểu về social media, người ta cũng biết được à TikTok thì nó nên làm nội dung như thế này, còn Facebook thì nên làm nội dung như kia, Instagram thì nên làm nội dung như thế nào. Nhưng mà người ta làm nó cũng chưa tạo ra cái độ chất của người ta, hay là chưa có tạo ra sự chú ý. Đó là bởi vì người ta nghĩ rằng là mạng xã hội nó, khi mà mình xây được kênh nhiều follow thì người ta sẽ có giá trị. Nhưng không phải vậy. Khi bạn có giá trị thì bạn mới xây được cái kênh nhiều người theo dõi, chứ không phải là khi bạn xây được cái kênh nhiều người theo dõi thì bạn sẽ có giá trị. Cho nên kỹ năng đầu tiên mà em cần phải có, thật ra luôn nha, kỹ năng đầu tiên cần phải có trước khi có bất kỳ một kỹ năng nào luôn, đó là cái năng lực để em chuyển thể, sorry, đó là cái năng lực để em chuyển cái sự hiểu biết này, cái trải nghiệm của em này, hay là kỹ năng của em ra thành thông điệp dễ tiếp cận với người khác. Ví dụ tụi mình đang nói chuyện với nhau, tụi mình, ông cũng có kiến thức của ông, em cũng có kiến thức của em, anh cũng có kiến thức của anh, tụi mình đều có những kiến thức, đều có những trải nghiệm, chứ phải học. Sống ở đây hai mươi mấy năm cuộc đời, 27, 28 tuổi, 30 tuổi, anh thì cũng gần 30 rồi, mọi người đều sẽ có những cái trải nghiệm, những cái câu chuyện, những cái sự học của mình. Thế thì mình phải có một cái năng lực để chuyển thể những cái gì mà mình biết ra thành cái câu chuyện, một cái thông điệp nào đó mà nó thực sự cuốn người ta, thực sự thú vị, thực sự hay. Bằng cái khả năng nói chuyện của mình là một dạng, dạng nói. Hai là bằng cái khả năng viết của mình là một dạng, một dạng, dạng viết. Hay thậm chí là một số người khác thì họ sẽ truyền tải qua một số những cái, những cái mô thức có liên quan đến nghệ thuật. Giống như là một người làm MV, làm nghệ sĩ, ca sĩ, nhạc sĩ, một người rap, họ cũng đang kể những câu chuyện của họ, họ cũng đang chuyển thể những cái trải nghiệm, những câu chuyện, những kiến thức, những sự hiểu biết của họ ra thành một cái gì đó để tiếp cận đến một ai đó hoặc là một nhóm người nào đó. Cho nên đây mới là thực sự là cái kỹ năng mà đầu tiên em cần phải có, đó là kỹ năng chuyển hóa và chuyển thể những cái câu chuyện, sự hiểu biết, trải nghiệm của em ra. Có được cái đó, làm được cái đó thì cái việc mà em lên trên social hay là tụi mình đang ngồi nói chuyện này với nhau, bản thân anh coi nó là phương pháp tiếp cận này. Nó là phương pháp tiếp cận, mình có thể ngồi kết nối với nhau để nói chuyện. Em cũng nhận được thông điệp từ anh. Hoặc thậm chí mình tổ chức cả một cái event rất là to, một cái sự kiện rất là to đi, đúng không? Mình nói chuyện cho hàng ngàn người, nó cũng là một cách tiếp cận. Nhưng bạn phải nói hay nha, câu chuyện bạn phải thú vị nha, bạn phải khác biệt nha, bạn phải lôi cuốn người ta nha. Hay là bây giờ cũng trong cái event đó mình quay được cái video, mình đóng lại một cái video, mình cắt ra một cái đoạn short, một video ngắn, một cái đoạn video ngắn, thì đó cũng phải là một cái kiểu nói chuyện thú vị của mình, mình lan tỏa lên trên các nền tảng mạng xã hội thôi. Cho nên tạm quên đi tất cả những gì mang tính công cụ đi. Cái thứ đầu tiên mình cần phải học được và mình cần phải trao dồi được cái năng lực của mình đó là sự chuyển hóa sự hiểu biết, chuyển hóa câu chuyện, chuyển hóa trải nghiệm của mình ra thành một cái thông điệp có sức mạnh. Thì tới lúc đó em làm cái gì cũng được, em viết cũng được, em nói cũng được, miễn là cái thông điệp của em nó có sức mạnh và nó gây sự chú ý và tạo giá trị cho người khác. Thì câu chuyện lúc này ở trên mạng xã hội, nếu em có làm thì phải ở trên mạng xã hội, em cần một thứ nữa thôi, đó là cái system, đó là cái hệ thống để em tăng cái quy mô những cái thông điệp của em lên trên các nền tảng. Nói một cách đơn giản và dễ hiểu hơn là ví dụ bây giờ tụi mình đang ngồi nói chuyện với nhau, tụi mình quay video lại đây, mình quay video lại cho mọi người,
đúng không? Mình sẽ có những cái đoạn mà mình nói chuyện nó có sức mạnh, nó có giá trị của nó. Mình sẽ cắt nó ra thành nhiều cái phân đoạn, hoặc là mình cắt nó ra thành nhiều cái content để mình đăng tải lên trên các kênh social media. Và mỗi một kênh mình sẽ dùng cái kỹ năng và cái kiến thức của một người social media manager, về cái người quản lý kênh mạng xã hội á, để mình tối ưu hóa nó lại cho nó phù hợp với từng nền tảng, chính sách của nền tảng, nguyên tắc của nền tảng, để mình đăng lên và mình hút được cái sự chú ý ở trên social media. Thì tới lúc đó mình sẽ có được nhận diện cá nhân, mới có được nhận diện cá nhân. Còn cái thương hiệu nó phụ thuộc vào việc là giá trị của mình tới đâu, mình giúp được cho ai, làm được cái gì, và mình có làm cho người ta cảm giác rằng là khi nhắc đến tên của mình, nhắc tới tên của thằng đó, nhắc tới tên của con đó, thì nó gắn trong đầu nó một cái giá trị cụ thể rằng là à, cái thằng đó, cái con đó, cái anh đó, cái chú đó, cái bác đó, cái chị đó có thể giúp nó làm được cái điều gì đó, và nó cảm nhận được cái giá trị đó. Thì lúc đó cái personal branding nó được hình thành, và bất kể ở trong môi trường nào, nó vẫn quay lại câu chuyện của giá trị thôi. Môi trường offline, môi trường online, nó là câu chuyện giá trị. Và nếu là câu chuyện giá trị thì bài toán quay ngược lại là làm như thế nào để bạn chuyển hóa được những gì bạn biết trở thành thứ có giá trị. Thì đó là cái thứ mà anh nghĩ là có thể hiểu sâu hơn về về thương hiệu cá nhân, về về cái thực sự đúng nghĩa cốt lõi của thương hiệu cá nhân, chứ không phải là chỉ nhìn vào lượng follower trên mạng xã hội. Bạn có 100.000 người theo dõi thì bạn có thương hiệu cá nhân. Bạn có 10.000 người theo dõi thì thương hiệu cá nhân bạn nhỏ hơn người kia. Không có vậy. Cái chuyện người theo dõi nó không có phản ánh được thương hiệu cá nhân của bạn. Tại vì khi bạn có được cái giá trị và lan tỏa được giá trị thì bao nhiêu người theo dõi không quan trọng. Đắc dưỡng của Vingroup làm quá gì có cái kênh fanpage nào, làm quá gì có cái kênh Instagram nào, trên Facebook nào, không follower. Nhưng thử bác tạo ra một kênh mạng xã hội đi, anh tin là trong một đêm bác sẽ có khoảng tầm 500.000 tới cái triệu follower. Mà đó là nói chơi, nó ít ít, có khi nó lên rất là nhiều. Tại vì cái sức hút của bạn á, của bác ấy, cái giá trị của bác ấy đối với cộng đồng tập thể đồng bào dân tộc Việt Nam là nó lớn, chứ nó không phải không lớn, rất là giá trị của người ta. Người ta có được cái giá trị đó và người ta lan tỏa được giá trị đó ở trên tất cả mọi kênh từ lâu rồi, chứ không phải là ở trên social không. Thì đó là quan điểm của anh.